Xin chào tất cả các bạn, lại là mình IQG đây. Hôm nay mình sẽ review bộ phim siêu phẩm gây sốt các phòng vé, đó là Godzilla Đại chiến King Kong trở lại với phần 2. Lần này, bé khỉ của chúng ta đã trưởng thành. Buổi sáng, công thức giấc đón chào ngày mới với ánh nắng mặt trời ấm áp. Thay vì tắm dưới dòng suối như trước đây, công cảm nhận một người bạn nhỏ đưa cho cậu một con búp bê bị trói bằng dây. Hiểu ý của bạn, công dùng một cành cây thẳng để tạo ra một lỗ lớn lên trời, sau đó vỗ tay làm rung đảo cả hòn đảo. Hóa ra, trên đó là một mái vòm, nơi từng giam giữ King Kong trong quá khứ. Cậu nhận ra rằng mái vòm đã bị hư hỏng nặng và tiến sĩ Andrew nói rằng nó không thể chịu đựng được lâu. Anh da đen gợi ý chúng ta nên tìm một giải pháp khác ngoài hòn đảo. Tuy nhiên, hòn đảo là nơi duy nhất chúng ta có thể cô lập nó. Nếu chúng ta rời khỏi đó, kẻ thù lâu đời của Kong, Godzilla, sẽ tìm đến. Không thể có hai vị lãnh đạo Titan tồn tại cùng một lúc. Một cách bất ngờ, bạn của Kong chạy đến báo rằng Kong đang tức giận. Andrew ra dấu cho cô bé vào trong nơi này để chị lo về phía chính phủ, nơi đang tiến hành một nghiên cứu quan trọng để khám phá nguồn gốc của những sinh vật kỳ bí trên trái đất này. Ngài Đô Đốc đã khởi hành vào hành trình dài để tìm kiếm lối vào vùng đất bí ẩn. Mọi người tin rằng ở Nam Cực có những kho báu chưa được khám phá và các thành viên trong đội đã biến mất một cách bí ẩn khi đến đó. Chẳng ai biết chuyện gì đang diễn ra, đó là một hệ sinh thái hoàn toàn khác, một thực thể mà con người không thể tưởng tượng được. Chàng trai này tên Bunny, người Mỹ gốc Phi, anh đã tự lập một kênh thông tin để tiết lộ sự thật về những sinh vật quái dị đó. Bunny muốn khám phá âm mưu của công ty Apex, vì vậy anh đã xin vào làm nhân viên tại đó. Đó là một công ty chuyên về phát triển người máy sinh học và trí tuệ nhân tạo. Cuối cùng, Bunny đã thành công trong việc xâm nhập vào nhà máy và anh đã thông minh sao chép toàn bộ dữ liệu bí mật. Tình cờ, anh phát hiện rằng có một lô hàng đang được vận chuyển đến Hồng Kông. Chắc chắn đó là một thứ gì đó kỳ quái. Bất ngờ, hệ thống cảnh báo được kích hoạt và mọi người ngay lập tức sơ tán. Hóa ra, một con quái vật khổng lồ tên là Godzilla đã xuất hiện từ lòng biển. Quân đội đã sử dụng máy bay chiến đấu để tấn công, nhưng không thể xuyên thủng được vảy bảo vệ của Godzilla. Giám đốc Simmons có một chiếc máy bay riêng và nhanh chóng thoát khỏi hiểm nguy. Cả khu đô thị rơi vào tình trạng hoảng loạn, với mọi người chạy trốn khắp nơi. Godzilla sử dụng sức mạnh hạt nhân để thiêu đốt thành phố, hạ gục nhiều máy bay tấn công. Một vụ nổ ánh sáng đã phá hủy hầm trú ẩn. Bunny phát hiện một vật thể kỳ lạ, có thể đây là một thứ khiến Godzilla bị kích động. Các phương tiện truyền thông cũng đang đề cập đến Godzilla và những gì đã gây ra cuộc chiến này. Giám đốc của Apex đã hứa sẽ tìm cách xử lý mối nguy hiểm này. Madison, một cô gái hâm mộ Godzilla, không tin rằng Godzilla tự ý tấn công con người. Cô đã tìm đến cha mình, người là giám đốc của công ty nghiên cứu và bảo vệ động vật Titan, bởi vì Godzilla đã từng cứu gia đình cô trong quá khứ. Tuy nhiên, khi cô nhìn thấy thành phố bị tàn phá, cô không thể tránh đổ lỗi cho Godzilla. Madison cảm thấy thất vọng và quay trở về nhà. Cô cố gắng liên lạc với Bunny để tìm hiểu sự thật. Giám đốc Apex cùng với trợ lý đã đến thăm tiến sĩ Lin, một nhà nghiên cứu đã dành nhiều năm nghiên cứu về trái đất hình cầu và nguồn gốc của Titan. Giám đốc mong muốn tài trợ cho các nghiên cứu khoa học của tiến sĩ, một ước mơ mà cả Lin và người anh trai đã mất đều ao ước từ lâu. Trợ lý mở ra một bức ảnh từ trạm vũ trụ, cho thấy một hành tinh mới được phát hiện từ vệ tinh của trái đất hình cầu. Đó là một hệ sinh thái bao la tồn tại dưới lòng đất, tương tự như một đại dương vô tận. Năng lượng mạnh mẽ tồn tại ở đó, mang đến sức sống cho các Titan hung dữ. Nếu chúng ta có thể khai thác nguồn năng lượng này, nó sẽ trở thành một vũ khí chống lại Godzilla. Giám đốc giới thiệu một chiếc phi thuyền có khả năng vượt qua trọng lực và cầu xin tiến sĩ Lin dẫn đầu nhiệm vụ này để giúp loài người chống lại quái vật Godzilla. Chuyến hành trình này đòi hỏi sự giúp đỡ từ Kong. Chú khỉ khổng lồ sẽ là người dẫn đường hướng dẫn họ vào trái đất rỗng. Tiến sĩ Lin đã đến đảo đầu lâu và thuyết phục bạn cũ của mình, Kong, để dẫn họ vào trung tâm của trái đất. Anh ta nói với Kong rằng đó có thể là nguồn gốc của gia đình Kong. Cô đồng ý đưa Kong trở về nhà, cô bé ra cảm thấy buồn khi Kong chuẩn bị rời khỏi nơi này. Họ đưa Kong đi trên một chiếc xà lan lớn, không bị xích để không bị hạn chế trong quá trình di chuyển. Trên đường đi, Kong nhận ra rằng anh ta đang bị buộc và trở nên tức giận. Chuyến đi này còn có Maya, con gái của giám đốc Apex, người rất quyền lực. Tối đó, cả nhóm bàn bạc về kế hoạch khi tiếp cận trung tâm của trái đất. Andrew kể về một trận chiến giữa Godzilla và Kong. Khi hai Titan gặp nhau, chỉ có một Titan sẽ trở thành người lãnh đạo và Kong sẽ không chịu khuất phục trước bất kỳ ai. Bên ngoài, mưa rơi mạnh, ra đi ra ngoài thăm người bạn thân của mình, Kong. Cậu ta đang rất tức giận vì bị ràng buộc. Cô bé đưa tay lên và chạm vào tay người bạn thân. Ra nói với chị là Kong đang rất buồn và tức giận. Andrew nói với cậu ta rằng họ chỉ muốn điều tốt đẹp cho Kong. Lúc này, không có hiểu lầm nào còn lại, Antiro cảm thấy bất ngờ với điều này. Maya và tiến sĩ Lin đã bắt đầu nhận ra khả năng đặc biệt của Madison, cô bé. Họ quyết định cùng bạn bè điều tra vụ việc liên quan đến Godzilla. Madison dựa vào những manh mối mà Bunny đã ghi lại trên băng ghi âm. Cả nhóm đã theo dấu và tìm được địa chỉ của Bunny. Anh ta chia sẻ rằng trong một hầm bí mật có một vật thể lạ mà anh nghi ngờ là công nghệ tiên tiến. Bunny lấy ra một chai rượu từ túi, đó là món quà cuối cùng mà vợ anh đã tặng trước khi qua đời. Và nếu chai rượu hết, nghĩa là anh ta sẽ từ bỏ cuộc chiến. Nhóm bắt đầu lập kế hoạch để xâm nhập vào công ty Apex. Trong khi đang nói chuyện với chị gái của Madison, họ không thể tận hưởng một bữa sáng đầy cá biển bởi có một linh cảm rằng Godzilla đang tiến đến.
Sờ vào vách tàu, họ cảm nhận được sự hiện diện của quái vật. Radar cũng phát hiện ra sự hiện diện của Godzilla. Không chờ đợi đối thủ phản công, nhóm quyết tâm thả lửa tấn công vào quái vật. Tuy nhiên, Godzilla đã lặn sâu xuống biển Andrium. Tiến sĩ Lim đã mở khóa cho công, cho phép nó tự bảo vệ chính mình và nhóm chúng ta. Godzilla dùng gai lưng tấn công, chẻ đôi một con tàu. Cơn đau đớn từ đuôi của Godzilla làm hai con tàu nổ tung. Quái vật tiến thẳng về phía công, tấn công một cách hung hăng, làm lật đổ cả con tàu. Các tàu hộ giá bắn phá chúng vào Godzilla, gây sự phân tâm cho nó. Trong một tình thế nguy hiểm, tiến sĩ Lim thành công mở khóa cho công. Công tận dụng hết sức lực để đạp vào đầu của Godzilla, sau đó lật ngược chiếc tàu. Nhờ đó, mọi người tạm thời vượt qua được nguy hiểm. Họ tháo khóa cổ và chứng kiến Godzilla lơ lửng xung quanh hai con tàu. Công nhảy qua một con tàu gần đó và ném một chiếc máy bay vào Godzilla, nhưng không gây ra sự tác động đáng kể. Hai kẻ mạnh mẽ bắt đầu cuộc chiến của họ. Công liền đấm vào mồm Godzilla, làm nó vỡ mặt, sau đó đẩy nó lộn nhào xuống dưới nước. Godzilla cũng không chịu thua, sử dụng hơi thở nguyên tử để tấn công con tàu. Hai người tiếp tục cuộc chiến dưới lòng biển. Nơi này là một lợi thế cho Godzilla, tất cả mọi người bắn ngư lôi hỗ trợ công, tạo ra một trận nổ mạnh. Cuối cùng, công cũng lên được tàu, nhưng đã mất sức rất nhiều do nuốt nước biển. Godzilla đang quay trở lại, lúc này, tiến sĩ Lim ra lệnh tắt tất cả động cơ. Với kẻ thù không còn sức kháng cự, Godzilla quyết định rời đi. Nơi này còn tồn tại nhiều sinh vật khác, công đã nhận ra rằng đó là đích đến của mình. Trong khi đó, nhóm Bunny trở lại căn cứ Apex. Sau thành công trong việc mở khóa hầm trú ẩn, Madison tìm thấy một thang máy. Họ cùng nhau đi xuống tầng 33, ánh sáng bật lên, cảnh báo về nguy hiểm. Một cỗ máy khổng lồ được nâng lên từ dưới. Hóa ra đó chính là Meta Godzilla, một con robot Godzilla được công ty Apex tạo ra, hoàn toàn khác với ý đồ của giám đốc và người điều khiển kết nối và khởi động con robot. Meta Godzilla được điều khiển bởi ý thức của con người Simon, thỏa mãn khát khao phát minh của mình. Cả nhóm thám tử sau đó lẻn vào kho, tuy nhiên, hệ thống chỉ hoạt động ở mức công suất 40%. Simon muốn tìm cách lấy năng lượng vĩnh cửu từ lõi trái đất. Madison nhận ra đây chính là lý do mà Godzilla tấn công trụ sở Apex. Trong khi đó, một báo động cảnh báo rằng Godzilla đang tiến gần đến Hồng Kông với tốc độ kinh ngạc. Ngay trước khi họ có thể đến được, nó đã đến gần nhà của công. Trước mắt là một ngọn núi to lớn và một cánh cửa đá xuất hiện, trên đó có dấu vân tay của các vị vua thời cổ. Công đặt tay lên và đẩy mạnh cánh cửa, bên trong là một cung điện rộng lớn và những người phụ nữ quen thuộc. Đây là tổ tiên của công, dưới lòng đất có vô số xác của những quái vật khổng lồ. Trong một số xác đó, công tìm thấy một chiếc rìu cắm trên hộp sọ của Godzilla. Chiếc rìu này được chế tạo từ gai lưng của chúa tể Godzilla. Công bước lên ngai vàng với cây rìu trong tay. Các phi cơ an toàn hạ cánh, trở lại trụ sở Apex tại Hồng Kông khi thấy không có nguy hiểm, nhóm thám tử đang tìm cách tìm đường ra. Trong một sự tình cờ, Madison mở một cánh cửa và nhóm phát hiện rằng đó là một đầu lâu của một con quái vật Titan. Họ đã gắn dây vào DNA của nó và kết nối với một cỗ máy để có thể điều khiển nó từ xa. Một chàng trai xuất hiện để điều khiển Godzilla từ bên ngoài. Godzilla đã xuất hiện và tiến thẳng về trụ sở Apex. Do kích thước khổng lồ, Godzilla gây ra thiệt hại nghiêm trọng bất kỳ nơi nào nó đi qua. Cha của Madison ra lệnh sơ tán người dân đến các khu vực an toàn trên không. Tuy nhiên, chàng trai không cảm nhận được nguồn năng lượng, vì vậy cậu ta đặt chiếc rìu vào một chỗ trống như một chiếc chìa khóa. Ngay lập tức, nó được cung cấp năng lượng từ lõi trái đất và phát ra một tia sáng xanh bao quanh ngai vàng. Ánh sáng này trông giống như một con Godzilla. Godzilla cảm nhận được nguồn năng lượng này và ngay lập tức phun hơi thở nguyên tử xuống lõi trái đất. Simon rất phấn khích khi thấy Godzilla phản ứng như vậy, chứng tỏ con gái ông đã tìm ra nguồn năng lượng. Cô ấy sử dụng một robot để lấy mẫu năng lượng đó. Andrew cố gắng ngăn chặn, nhưng đã quá muộn, bây giờ họ trở thành mục tiêu của công. Công gửi mẫu năng lượng lên mặt đất trong khi Godzilla vẫn đang tức giận. Đột nhiên, hang động rung chuyển và hàng ngàn con rơi bắt đầu tấn công công. Nhóm may mắn thoát khỏi hiểm họa, nhưng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Lim và hai chị em Andrew bị hai con rơi tấn công. Rất may, hơi thở nguyên tử đã xuyên qua hang động, giết chết một con rơi. Đồng thời, nó tạo ra một lối đi lên mặt đất. Maya dùng súng bắn công, trong khi công tức giận nắm nát chiếc phi thuyền mà không nhìn thấy ngôi nhà tổ tiên bị phá hủy. Công nhặt lên chiếc rìu và tiến vào hầm, nhóm Andrew cũng lên phi thuyền và theo sau công. Nhóm thám tử cũng lẻn vào phòng điều khiển, nhưng đã bị phát hiện. Hai Titan khổng lồ gầm lên khi chúng lên mặt đất. Một con đã tấn công với một cú đao, nhưng Godzilla né tránh và quay lại cắn vào công. Trước khi phi thuyền của nhóm Andrew lên mặt đất, một con Titan bay gần và nhẹ nhàng cắn vào công. Công né sang một bên, ngay lập tức bị tác động của hơi thở nguyên tử. Công lấy một khối bê tông để che chắn tia lửa xanh, sau đó nhảy lên và dùng chiếc rìu để đỡ. Với toàn bộ sức mạnh, công đưa rìu vào miệng Godzilla và gây ra một âm thanh nổ lớn. Công và Godzilla bay xa nhau và đổ gục xuống mặt đất. Nhóm thám tử bị bắt và dẫn trước mặt Simon. Ngay khi ông nhìn thấy Madison, ông đã nhận ra cô. Ông nói rằng ông sẽ chấm dứt thời kỳ của những con Titan. Madison cho biết Godzilla đã giúp chúng tìm được sự yên bình, nhưng ông lại là người gây ra cuộc chiến này. Mặc dù Godzilla đã bị tấn công dữ dội, nhưng con quái vật vẫn không chịu khuất phục. Công tiếp tục tấn công mạnh mẽ, không cho phép Godzilla có thời gian nghỉ ngơi.
Godzilla tận dụng cơ hội và cắn vào tay của Kong, lật ngược tình thế. Sau đó, Godzilla tung Kong vào một tòa nhà và tiếp tục tấn công liên tiếp, sử dụng móng vuốt để xé xác. Kong cố gắng đá mạnh vào Godzilla, nhưng không thành công. Godzilla phun hơi độc vào mặt Kong. Godzilla cười thỏa mãn và rời đi, Kong cố gắng đứng dậy, nhưng lại té ngã và nằm im lìm. Trong khi đó, Simon không để ý đến cảnh báo về nguồn năng lượng mới mạnh mẽ và tiếp tục nạp máy vào Godzilla để thử nghiệm. Nguồn năng lượng quá mạnh đã đánh thức Hidora và nó chiếm quyền kiểm soát từ con người. Godzilla máy quay lại và tức giận bóp chết Simon, sau đó phá hủy một ngọn núi. Godzilla nhận ra rằng kẻ thù thực sự của nó là Netarozilla, một con quái vật hung hãn đang tiến hành phá hủy thành phố. Godzilla quay lại để đối mặt với Netarozilla vì nó là một máy móc do con người tạo ra, tiên tiến hơn và được trang bị vũ khí hỏa lực. Netarozilla bay đến và cố gắng đánh bại Godzilla. Trong lúc đó, một cô bé vội chạy tới gần Kong và nhận ra nhịp tim của anh đang suy yếu. Để cứu Kong, cô ấy phải tận dụng nguồn điện từ dự án mới. Lin biết chính xác nơi nguồn điện đó đang ở Kong và bắt đầu tấn công Godzilla bằng quái vật máy mạnh mẽ, áp đảo liên tục. Dường như nó không để cho Godzilla có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Lin kích hoạt chế độ tự hủy và rời khỏi chiếc tàu. Khi tàu nổ, cú sốc từ vụ nổ kích thích nhịp tim của Kong. Anh tỉnh lại và giải thích rằng Godzilla đã cứu chúng ta. Mục tiêu thực sự mà chúng ta cần đối phó là Meta Godzilla, một con quái vật máy khác. Cô bé cầu xin Kong giúp đỡ Godzilla và cảnh báo về sự nguy hiểm của quái vật máy. Kong kéo Godzilla, trong khi quái vật máy định sử dụng hơi thở để tấn công vào miệng của Godzilla. Trong khi đó, Kong từ phía sau nhà tấn công quái vật máy. Godzilla nhận thấy tình hình, đứng dậy và hợp tác với Kong để chống lại quái vật máy. Mặc dù quái vật máy rất mạnh, Kong sử dụng năng lượng để tấn công liên tiếp vào Godzilla. Anh lấy chiếc rìu và chạy đến đánh quái vật máy. Tuy nhiên, Meta Godzilla không dễ bị đánh bại, nó đâm mũi khoan vào mặt Kong. Trong khi đó, Bully đã đến gần máy chủ và vô hiệu hóa nguồn điện của Meta Godzilla. Đúng lúc đó, Godzilla truyền năng lượng vào chiếc rìu, tăng thêm sức mạnh cho Kong. Kong quyết liệt chặt đứt tay và chân của Meta Godzilla. Mệt mỏi, anh ngồi xuống để nghỉ ngơi sau cuộc chiến. Mọi người tập hợp lại, và lúc này, sự căm thù giữa hai Titan dường như đã biến mất. Godzilla trở về biển, trong khi Kong cùng người bạn nhỏ của mình trở về ngôi nhà. Đó là điểm kết thúc của bộ phim. Bộ phim có một cái kết nhẹ nhàng và đáng xem. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn và hy vọng gặp lại các bạn thân yêu vào dịp tới. Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ IQG, giúp kênh ngày càng phát triển. Nếu bạn thấy bộ phim thú vị, hãy like và để lại bình luận về cảm nhận của bạn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tóm tắt phim mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập phim tiếp theo.